Thưa quý vị, một năm nhiều khó khăn với người lao động sắp đi qua. Theo khảo sát ban đầu dịp Tết Nguyên đán năm nay, sẽ có khoảng 2.000 người lao động ngoại tỉnh ở lại đón Tết tại thành phố Đà Nẵng. Các đơn vị công đoàn các cấp, đặc biệt là các tổ công nhân tự quản, đã phát huy vai trò sát cánh, chia sẻ cùng công nhân vượt qua cái Tết xa nhà. Năm qua do ảnh hưởng của dịch, nhiều công nhân bị giảm thu nhập. Trong 2 năm dịch bệnh, bằng tấm lòng của mình, những tổ trưởng, tổ phó của 52 tổ công nhân tự quản trên địa bàn thành phố đã có sự tương thân tương ái hỗ trợ công nhân, người lao động vượt qua thời điểm khó khăn. Hiện các tổ công nhân tự quản cũng đã chuẩn bị các chương trình hỗ trợ những công nhân không về quê ăn Tết. Cả các cấp lãnh đạo từ thành phố cho đến cơ sở là đã giúp đỡ tạo điều kiện trong cái dịp Tết những cháu ở lại không về quê ăn Tết có những xuất quà nhẹ nhẹ, tuy không lớn nhưng mà ấm lòng, ở lại họ thấy sự quan tâm của người dân địa phương đối với những người xa xứ. Các tổ là đi hỏi từng phòng trọ của các cái chủ trọ để mà nắm danh sách những cái người mà không có điều kiện về quê ăn Tết thì đã gửi rồi, nhưng mà thật sự thì năm nay á thì cái dịch của mình á của thành phố thì càng tăng, thì không biết là nếu mà nó tăng nữa thì công nhân có sẽ ở lại nhiều nữa. Hiện nay công đoàn các cấp đã tiến hành khảo sát bước đầu tại các tổ công nhân tự quản, có khoảng gần 2.000 công nhân và người lao động đăng ký xác định ở lại đón Tết. Tất cả đều được quan tâm, nhận suất quà Tết. Thời gian qua, các tổ công nhân tự quản đã thể hiện vai trò cầu nối giữa liên đoàn các cấp và người lao động, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các tổ công nhân tự quản trên địa bàn thành phố trong cái nhiều năm qua luôn khẳng định cái vai trò là cầu nối giữa liên đoàn lao động thành phố đối với lại công nhân ngoại tỉnh. 2 năm trở lại đây, khi mà dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp, thì nhiều người lao động phải mất việc làm, nhưng mà cũng phải ở trong khu trọ, thì các chủ nhà trọ cũng đã tự giảm tiền trọ, chia sẻ khó khăn với người lao động. Liên đoàn lao động thành phố cũng cho biết sẽ tiếp tục nắm tình hình vì dự báo khả năng có thể nhiều hơn số công nhân ở lại do tình hình dịch bệnh. Từ đó, công đoàn cơ sở sẽ có những hỗ trợ đột xuất, khẩn cấp khi mà có công nhân lao động thay đổi ý định, sẽ ở lại không về quê.